Xin chào các bạn, mình là Minh đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Lato AZ. Như các bạn đã biết thì mình là một người trẻ rất thích sự di động. Chính vì vậy thì mình thường hay quan tâm đến các sản phẩm mà gọn nhẹ này, có tính di động, tùy biến cao. Tiêu biểu trong đó là những mẫu laptop 2-in-1. Nhưng mà những mẫu laptop 2-in-1 mà mình đã từng nghịch qua thì thường nó không làm cho mình thỏa mãn. Vì thường chúng hay có những cái đặc điểm ví dụ như là pin kém này, hay nóng máy này. Cấu hình thì chỉ đủ dùng để mà làm văn phòng thôi mà mức giá thường là cao như trên trời vậy. Rất may mắn, đợt Tết vừa rồi, nhờ hưởng lộc từ các cụ, mình đã có cơ hội được thị tẩm em Hải Phòng. À nhầm, HP NV15X360 này. Chiếc máy này thì đã khiến cho mình có những suy nghĩ rất khác về những dòng máy 2-in-1. Những đặc điểm gì đã khiến cho chiếc máy này lọt vào top của những chiếc máy 2-in-1 của HP thành công nhất trong năm vừa qua? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu trong video này nhé. Bản mình đang có sử dụng ở đây đó chính là bản màu đen bóng đêm Nightfall Black, đi kèm với đó là chip AMD Ryzen 5 4500U, 8GB RAM và 256GB SSD bộ nhớ trong. Và điểm đầu tiên khi mà mình chạm vào chiếc máy này rất thu hút mình luôn, đó chính là về thiết kế và độ hoàn thiện. Khi mà mình chạm vào chiếc máy này, đầu tiên mình phải thốt lên là ôi dồi ôi, máy quá đẹp. Chúng ta sẽ có ở đây một chiếc máy được đúc từ nhôm nguyên khối, các cạnh thì hơi vuông vức và cũng được hơi bo cong một chút. Cảm giác thì khá là giống HP Omen, nhưng mà lại là bản HP Omen siêu mỏng cánh. Ở đây thì màu Nightfall Black đọc rất là sang mồm đúng không? Và thực tế là khi mà đi kèm với lại cả logo Hải Phòng bóng bẩy sang trọng ở đằng sau này thì chiếc máy này phải gọi là cực kỳ tranh xả. Mặc dù là đẹp mạnh mẽ nhưng mà vẫn rất là tinh tế và trang nhã. Điểm tiếp theo mà mình cần phải nói đến đó chính là về khả năng tùy biến và làm việc. Các cụ đã dạy rồi, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Một chiếc máy dù có đẹp đến bao nhiêu đi chăng nữa nhưng mà cấu hình yếu cũng vẫn chỉ là phế vật mà thôi. Tuy nhiên thì anh em không phải sợ, ở đây chúng ta vừa có một chiếc máy có nước sơn đẹp mà lại còn vừa có gỗ tốt nữa. Với việc sử dụng là chip AMD Ryzen 5 4500U và 8GB RAM, chiếc máy này hoàn toàn thoải mái để đủ làm các tác vụ văn phòng, thậm chí là chỉnh sửa ảnh, video ở một mức độ phù hợp. Ngoài ra thì ở đây chúng ta còn được trang bị rất nhiều các chi tiết cao cấp, cho thấy được rằng HP đã chăm chút và quan tâm rất nhiều đến với người dùng. Đây, ví dụ ở đây mình sẽ có khóa vân tay này, có cả nút gạt để bật tắt camera, đi kèm với đó là rất là nhiều đầy đủ các cổng kết nối từ HDMI này, chuyển USB Type-C hay là USB 3.0, thậm chí là đến cả jack tai nghe 3.5 để cắm tai nghe và cả khe thẻ nhớ SD nữa, rất là đầy đủ và nhiều đúng không? Một điểm nữa mà anh em hay quan tâm đó chính là về bàn phím và khả năng nhập liệu. Bàn phím của HP NV-X360 này thì khá là cứng cáp, bàn phím thì không hề flake một tí nào. Hành trình phím mặc dù là nó hơi ngắn một chút nhưng mà độ nảy và độ phản hồi cao. Chúng ta sẽ có ở đây là đèn bàn phím 2 cấp độ này, hòa cùng với đó là màu đen bóng đêm ấy thì sẽ vô cùng là nổi bật và dễ nhìn, không như là bản Intel. Bản Intel nó đã màu trắng rồi, lại còn đèn bàn phím màu trắng nữa, nó hơi gây lú và lâu lâu sẽ khiến cho chúng ta gõ nhầm một chút đấy. Top pad thì rộng, thoáng, diamond cut tinh tế mà nổi bật. Với việc mà trang bị bàn phím và touchpad tốt như thế này, chúng ta sẽ có một khả năng nhập liệu tốt. Gõ phím bình thiên hạ thì khá là sướng và thậm chí là chửi đồng đội cũng thoải mái luôn, không sao cả. Tiếp đó, điểm mà khiến cho chiếc máy này đặc biệt đó chính là đến từ tên của nó, X360. Chúng ta sẽ được trang bị ở đây là một màn hình xoay lật, cảm ứng có thể biến chiếc laptop của ta thành một chiếc máy tính bảng luôn. Có thể đặt ở nhiều tư thế khác nhau, mặc dù là không đủ được 69 tư thế đâu, nhưng mà cũng khá là nhiều, mình tin rằng là sẽ đủ thỏa mãn anh em đấy. Tiếp đó, với việc đi kèm bút cảm ứng HP Pen, chúng ta có thể giúp cho NV15X360 trở nên đa dụng hơn. Vẽ này hay là ghi nốt thì cũng đều rất là tiện lợi. Anh em cứ thử tưởng tượng như là chúng ta có một chiếc Samsung Galaxy Note nhưng mà là ở một bản to hơn, bản 15,6 inch thì nó sẽ thoải mái đến mức nào rồi đấy. Điểm thứ ba mà mình yêu thích ở trên chiếc HP NV15 này đó chính là về khả năng giải trí. Chúng ta sẽ được trang bị ở đây là loa B&O gồm hai loa nổi, trắng, to, tròn, căng. Đi kèm là một loa siêu trầm, to và rõ các giải, phổ âm thanh tốt, mặc dù là vài âm mình nghe nó vẫn chưa thể hiện thực sự là rõ. Nhưng mà mình nghĩ rằng là trong cái phân khúc 20 triệu đồng này thì đây là một con loa rất đáng tiền và thậm chí là nằm trong top những con loa mà ngon nhất trong phân khúc rồi đấy. Nếu như mà chỉ để chơi game hay là để xem phim thì thoải mái không cần bàn, thậm chí là chúng ta nghe nhạc cũng vẫn có thể phiêu theo điệu nhạc, nghe EDM hay là nghe pop thì cũng đều rất là hay và thỏa mãn. Chúng ta hãy nói qua một chút về vấn đề chơi game nhé.
Mặc dù đây là một chiếc laptop 2-in-1, chắc chắn là chơi game sẽ không phải là điểm mạnh của HP Envy 15X360 rồi. Nhưng mà với việc là trang bị chip Ryzen 5 4500U và đi kèm với đó là GPU Vega 6 thì chiếc máy này hoàn toàn có thể cân được phần lớn các tựa game online hiện nay. Mình đã thử chơi LOL ở mức full setting và nhận thấy rằng FPS luôn ổn định ở mức trên 110 FPS. Đây là một con số rất là tốt luôn rồi đấy. Quá trình mà chơi game thì mình thấy rằng là nhiệt độ nó không hề quá cao đâu. Nó chỉ loanh quanh khoảng 70 cho đến 75 độ thôi. Đây cũng chính là một con số mà khiến cho chiếc máy này được coi là một trong những chiếc máy mà mát nhất trong phân khúc rồi. Tiện nói về nhiệt độ của chiếc máy này thì hoàn toàn là rất là mát và rất khó phát hiện ra được là nhiệt độ phát ra từ đâu. Nếu như mình sử dụng ở tác vụ bình thường, nhiệt độ nó sẽ chỉ trong khoảng là từ 30 cho đến 40 độ C thôi. Nếu như mà có chơi game nặng trong khoảng thời gian dài thì nó cũng chỉ tăng lên đến khoảng là 70 cho đến 75 độ như ở bên trên kia mình đã nói. Đi kèm với lại cả những thông số về nhiệt độ tốt như vậy, chúng ta cũng có một thông số về pin cũng vô cùng là ấn tượng. Nếu như mà ở trong các tác vụ bình thường, mình sẽ sử dụng được trong khoảng là từ 10 đến 11 tiếng, còn chơi game thì sẽ là từ khoảng 5 cho đến 6 tiếng. Đây là một con số rất là tốt. Mặc dù là đã nói qua có rất là nhiều những điểm tuyệt vời như vậy, nhưng chiếc máy này vẫn có trong mình một vài những nhược điểm mà khiến cho mình cảm thấy là chưa thích. Những cái điểm này nó đến từ màn hình và kích thước của máy. Màn hình của HP Envy 15X360 sẽ chỉ có độ phổ màu khoảng là 64% sRGB và 48% Adobe RGB thôi. Đây là một độ phổ màu mà không quá cao. Nếu như mà nó chỉ ở mức trung bình thôi. Nếu như mà để sử dụng để làm các tác vụ mà cần có độ phổ màu hay là độ chính xác màu cao thì mình sẽ không chọn chiếc máy này. Kích thước màn hình lớn 15,6 inch cũng đi kèm với trọng lượng cũng lớn không kém 1,9 kg. Điều này thực sự sẽ làm khó cho những bạn nữ chân yếu tay mềm hay là các anh em nào mà yếu cơm khi mà sử dụng máy này ở chế độ máy tính bảng. Chỉ sử dụng một tay thôi mà cầm 1,9 kg thì là một điều khá là khó khăn trong thời gian dài rồi đấy. Và vậy thì tổng kết lại đi, với 20 triệu chúng ta sẽ có ở đây là gì? Một chiếc máy với độ hoàn thiện rất là cao, rất là đẹp, rất tuyệt vời, khả năng tùy biến, tiện lợi và khả năng làm việc tuyệt vời đến từ thiết kế xoay lật X360 và cấu hình rất là tốt. Đặc biệt là chúng ta sẽ có một chiếc máy siêu mát và có thời lượng pin lên đến tận 11 tiếng cho các tác vụ bình thường. Chiếc máy này chắc chắn sẽ vô cùng phù hợp với những bạn nào làm các tác vụ liên quan đến sáng tạo nội dung hay là thậm chí là những bạn mà yêu thích cái đẹp, thích sự năng động, di chuyển nhiều nhưng vẫn mạnh mẽ và tinh tế. Vậy thì Hải Phòng Envy 15X360 có đủ thỏa mãn nhu cầu của các bạn hay không? Hãy cùng bình luận ở bên dưới phần comment cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này. Hãy like, share và subscribe cho channel của Laptop AZ để chúng ta có thêm nhiều video bổ ích hơn nhé. Và đừng quên, các bạn hoàn toàn có thể tham khảo mẫu HP Envy X360 tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300, giảm trực tiếp 300.000 đồng với bất kỳ mẫu máy nào mua tại cửa hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. We'll be right back.